Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Toàn Mister. Anh em biết đấy, đà xá cổ đế là vị đấu đế cuối cùng trên đấu khí đại lục. Ông thành danh trên đấu khí đại lục cũng chỉ trong chốc lát và cũng mất tích ngay sau đó. Chính vì vậy mà mọi người cho ông là người cực kỳ là thần bí. Vậy đà xá cổ đế là người như thế nào? Tại sao ông nổi danh nhanh và mất tích cũng nhanh? Truyền thừa của ông có những gì? Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với anh em những gì mình biết về vị đà xá cổ đế bí ẩn này nhé. Trước khi đi vào chủ đề clip ngày hôm nay thì các bạn hãy bỏ ra vài giây để like và đăng ký kênh của mình nhé. Để nói về đà xá cổ đế thì sẽ gồm 4 phần, đó là đầu tiên sẽ là lai lịch của đà xá cổ đế, tiếp theo thì mình sẽ nói về đà xá cổ đế ngọc, tiếp theo nữa là đà xá cổ đế động phủ, và cuối cùng là truyền thừa của đà xá cổ đế gồm có nguyên khí và quá trình nhận truyền thừa. Đầu tiên thì mình sẽ nói về lai lịch của đà xá cổ đế. Nói về đệ nhất dị hỏa bảng, trong số tất cả các dị hỏa, thứ nào có thể đủ đột phá được trói buộc, chiến thắng từ trong cạnh tranh cắn nuốt tàn khốc với các loại dị hỏa còn lại, như vậy nó chính là có tư cách xưng làm đệ nhất dị hỏa bảng. Từng có một loại dị hỏa ra đời cùng thiên địa, ngàn năm thành hình, vạn năm tụ linh, lại tiềm tu thêm vạn năm. Sau khi có linh trí, nó đi sâu vào trong lòng nham tương, lấy việc cắn nuốt hỏa diễm mà sống. Mà những loại hỏa diễm bị nó cắn nuốt thì đều có tên trên dị hỏa bảng. 22 loại dị hỏa trên đó đã từng làm thức ăn của nó. Sau khi loại dị hỏa này thành công, liền tự xưng là đế viêm. Sau đó lại một lần nữa tu luyện thêm ngàn năm mới phá thế mà ra. Năm đó nó được người đời tôn xưng làm đà xá cổ đế. Đà xá cổ đế chính là vị đấu đế cuối cùng xuất hiện trên đấu khí đại lục tính cho đến thời điểm của Tiêu Viêm. Từ khi ông mất cho đến giờ, chưa từng có ai đặt chân vào cảnh giới tồn tại trong truyền thuyết này. Tiếp theo thì mình sẽ nói về đà xá cổ đế ngọc. Tương truyền khi mất, đà xá cổ đế để lại một tòa di tích, trong đó có chứa bí ẩn để đột phá đến cảnh giới đấu đế. Vì di tích chưa một ai phát hiện ra này, rất nhiều năm trước, viễn cổ bát tộc và một vài siêu cấp thế lực ở Trung Châu từng bùng nổ đại chiến, nhưng chỉ thu được chìa khóa của di tích đó, cũng chính là đà xá cổ đế ngọc. Thứ này vốn được chia làm 3 mảnh, nhưng sau trải qua một trận đại chiến thảm khốc, nó đã bị vỡ thành 8 mảnh, vừa vặn do bát cổ viễn tộc đạt được, mà tiêu gia của Tiêu Viêm dĩ nhiên cũng có được một mảnh. 8 mảnh ngọc này hợp lại chính là chìa khóa mở ra đà xá cổ đế động phủ. Nó làm cho bất cứ cường giả nào khi biết được một ít manh mối cũng trở nên điên cuồng tìm kiếm. Đầu tiên cổ tộc cử Huân Nhi và Tiêu gia chỉ để tìm kiếm và lấy mảnh cổ ngọc của Tiêu gia. Nhưng dù Huân Nhi biết mảnh ngọc lúc này được Tiêu Viêm giữ ở bên mình, là cũng chỉ bảo hắn cẩn thận đừng cho ai biết rằng hắn có miếng cổ ngọc này, nếu không chỉ mang đến họa sát thân mà thôi. Miếng cổ ngọc trên tay Tiêu Viêm có chứa đựng ấn ký linh hồn của cha cậu, nên thứ mà hắn quan tâm cũng chỉ là ấn ký này mà thôi. Có nó thì hắn có thể biết được cha cậu còn sống hay đã chết. Hồn điện hay hồn tộc ra tay với Tiêu gia cũng chỉ với mục đích là tìm kiếm miếng cổ ngọc này. Linh tộc, thạch tộc, dược tộc lần lượt bị hồn tộc tiêu diệt đoạt lấy cổ ngọc. Lúc này bọn họ đã có được 4 miếng cổ ngọc. Sau đó lại tiếp tục là viêm tộc, lôi tộc và đến cả cổ tộc Hùng Mạnh cũng đều bị hồn tộc dùng mưu mô và thực lực cướp lấy cổ ngọc. Đến lúc này thì chúng đã có được 7 mảnh ngọc. Mảnh ngọc cuối cùng là trên tay của Tiêu Viêm. Bọn chúng dùng phụ thân của cậu để trao đổi với cậu. Cậu đã đồng ý và sau một hồi đại chiến thì hồn tộc vẫn có đủ được 8 mảnh ngọc. Tiếp theo thì mình sẽ nói về đà xá cổ đế động phủ. Đà xá cổ đế động phủ là một không gian do đà xá cổ đế tạo ra. Động phủ lối vào nằm ở sâu trong nam tương dưới phần thiên quy luyện khí tháp ở Già Lam học viện tại Hắc Gia Vực. Ngay tại cửa động phủ có một người canh giữ. Người này không ai khác chính là lão Long Hoàng của Thái Hư Cổ Long tộc, Trúc Khôn. Do ham muốn sức mạnh mà bị đà xá cổ đế lừa, từ đó bị giam ở nơi đây mấy nghìn năm. Mặc dù thực lực của ông đã đạt tới cửu tinh đấu thánh hậu kỳ, khi hồn thiên đế có đủ 8 miếng cổ ngọc, hắn đã mở ra cổ đế động phủ. Đầu tiên khi mới bước vào sẽ thấy ngay một pho tượng khổng lồ và dị hỏa quảng trường với 23 cột dị hỏa. Có 20 loại dị hỏa từ bài danh thứ 4 cho đến 23 đều là bổn nguyên dị hỏa. Nhưng lực lượng đã bị áp chế chỉ còn lại một chút hình hài dị hỏa mà thôi. Riêng chỗ bài danh từ 1 đến 3 thì trống rỗng. Trong cổ đế động phủ còn có một viên đế phẩm số đan. Đế phẩm đan dược cần có nguyên khí để luyện chế. Chính vì thế mà nó là nguyên nhân khiến cho các cường giả muốn đặt chân đến cảnh giới kia phải điên cuồng. Cuối cùng thì mình sẽ nói đến đà xá cổ đế truyền thừa. Trong cổ đế động phủ chứa truyền thừa của đà xá cổ đế có hai thứ, đó là đầu tiên sẽ là viên đế phẩm sổ đan, thứ còn lại chính là đế chi bản nguyên. Viên đế phẩm đan dược lúc này đã có được linh trí và thực lực cực kỳ mạnh, nhưng cuối cùng nó vẫn bị khuất phục.
Hồn Thiên Đế đã trực tiếp cắn nuốt viên đế phẩm số đan này, đồng thời dùng thủ đoạn lấy thiên địa vi lô giúp bản thân luyện hóa thành công, đưa số đan này thành chân chính đế phẩm đan dược, từ đó bước chân vào cảnh giới đấu đế. Đế chi bản nguyên được cất giữ trong pho tượng khổng lồ tại Dị Hỏa Quảng Trường. Đây là di vật của Đà Xá Cổ Đế, hay nói khác là chân chính Đà Xá Cổ Đế truyền thừa. Bất quá, Đà Xá Cổ Đế truyền thừa này phải có người thích hợp mới có thể lấy được và luyện hóa. Tiêu Viêm nhờ có Tịnh Niên Yêu Hỏa mà mở ra được truyền thừa của Đà Xá Cổ Đế từ pho tượng. Khi tiếp nhận truyền thừa thì Tiêu Viêm đã gặp được Đà Xá Cổ Đế. Đà Xá Cổ Đế cũng nói cho Tiêu Viêm biết về nguyên nhân từ sau khi ông tấn thăng đến đấu đế thì đấu khí đại lục lại không xuất hiện đấu đế nữa. Nguyên nhân đó chính là do thiếu nguyên khí. Nguyên khí là một loại năng lượng kỳ dị do trời đất sinh ra, sau khi hấp thụ nguyên khí mới có thể thuận lợi đột phá đến đấu đế. Từng cái không gian vị diện từ lúc bắt đầu hình thành sẽ có nguyên khí ra đời, nhưng nguyên khí cũng không thể mãi mãi tái sinh. Mỗi khi một phân nguyên khí bị mất đi thì số lượng nguyên khí trong trời đất cũng sẽ biến mất một phần. Sự tồn tại của đấu đế cường giả chính là sự tồn tại lớn nhất trong trời đất này. Cho nên mỗi khi có một vị đấu đế được sinh ra thì nguyên khí cũng sẽ mất đi không ít. Mà sự mất đi này thì không được bù đắp, nên cuối cùng sẽ có một ngày nguyên khí cạn kiệt và không ai có thể đạt tới đấu đế được nữa. Sau câu chuyện về nguyên khí thì Đà Xá Cổ Đế đã giao truyền thừa cho Tiêu Viêm. Còn về phần hắn có đạt đến đấu đế hay không thì phải xem duyên số của cậu. Năng lượng từ truyền thừa vô cùng là khủng bố, làm cho toàn bộ kinh mạch cũng như thân thể của Tiêu Viêm bành trướng ra, sau đó nổ tung thành một đoàn huyết vụn, ngay sau đó lại tự động đắp lạn lại, rồi lại tiếp tục nổ tung. Quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy khiến cho Tiêu Viêm vô cùng là đau đớn. Nếu cậu không chịu được thì sẽ thất bại. Trải qua quá trình không ngừng nổ tung rồi lại đắp lặn lại thì nhục thể của cậu cũng không ngừng là mạnh mẽ để có thể chịu đựng được năng lượng từ truyền thừa. Trước đó Đà Xá Cổ Đế có bảo cậu một câu: tâm vững như bàn thạch, tập trung vào một ý niệm duy nhất, bất diệt, phá rồi lại lập, không ngừng tích tụ sinh cơ, như vậy mới có thể thích ứng được với lực lượng truyền thừa. Thời gian trôi qua thì thân thể của Tiêu Viêm càng trở nên hoàn mỹ. Mất thời gian 1 năm trong thiên mộ thì Tiêu Viêm mới chính thức đột phá được cánh cửa của đấu đế. Khi thành tựu đấu đế thì Tiêu Viêm cũng lấy danh hiệu là Viêm Đế, vua của vạn hỏa. Ok, trên đây là một số thông tin về vị Đà Xá Cổ Đế đệ nhất dị hỏa bảng mà mình biết. Các bạn thấy mình có nói thiếu ở điểm gì hay cần mình nói thêm ở điểm nào thì có thể lại ở dưới phần bình luận giúp mình. Clip của mình là kết thúc. Đừng quên đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của mình.